Thưa quý vị, thời gian này tại các tự viện trên cả nước, lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức trang nghiêm, trọng thể nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Tại tỉnh Bình Phước, sáng nay 17 tháng 8, giáo đoàn 6 hệ phái Khất Sĩ trang trọng tổ chức đại lễ Vu Lan vật lịch 2568 tại tịnh xá Ngọc Trơn. Tại đây, chư Tôn Đức đảnh lễ Tam Bảo và chư vị tổ sư. Quý Phật tử cử hành nghi thức bông hồng cài áo và dâng y cúng dường gửi tới chư Tôn Đức Tăng Ni. Thì con thấy thì buổi lễ Vu Lan rất là nghiêm túc. Mọi người cũng như là con đều mang một cái lòng biết ơn để đến tham gia buổi lễ này. Con mong muốn thì sau này sẽ tham gia thêm nhiều buổi lễ Vu Lan khác để tưởng nhớ đến cha mẹ và các đấng sinh thành. Nhân dịp Vu Lan, tịnh xá Ngọc Trơn đã tặng 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, điểm sinh hoạt tập trung Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cũng trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu với nghi thức tụng kinh Vu Lan, nghi thức cài hoa hồng, biểu diễn văn nghệ. Dịp này, chư Tôn Đức trao quà động viên các em nhỏ vùng sâu cố gắng vươn lên trong học tập. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, đông đảo khán giả đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc ơn nghĩa sinh thành do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức, ca ngợi tình cảm gia đình, báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu Lan. Chương trình ca ngợi tinh thần hiếu đạo chạm tới trái tim, mang tới cho khán giả những giây phút lắng đọng và cảm xúc đặc biệt. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều hôm qua ngày 16 tháng 8, Chùa Thiên Minh trao tặng 150 suất quà từ thiện đến người dân khó khăn. Tặng phẩm bao gồm mì, thuốc, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 75 triệu đồng.